Chào mừng các bạn đến với kênh BMBT Channel, kênh nông nghiệp và giải trí. Ứng dụng năng lượng mặt trời để tạo ra các thiết bị thông minh, phục vụ vào sản xuất và đời sống. Chào mừng các bạn đến với kênh BMBT, kênh ứng dụng năng lượng mặt trời. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup điều khiển sạc màu xanh này. Lần trước mình đã có hướng dẫn các bạn cách sử dụng điều khiển sạc su đen màu vàng. Thì loại này nó cũng tương tự loại kia. Tuy nhiên thì nó khác con cá là nó bị hạn chế một số chức năng thôi. Nó sẽ không hiển thị được một số thông tin. Còn một số chức năng cơ bản thì nó vẫn giống như điều khiển sạc kia. Đây mình giới thiệu sơ lược các bạn về điều khiển sạc này. Thì điều khiển sạc này thì nó sẽ có ba ngõ phía dưới đây. Là ngõ thứ nhất là kết nối với tấm pin năng lượng mặt trời. Ngõ thứ 2 là kết nối với pin lưu trữ. Và ngõ thứ 3 là ngõ ra tải. Ở đây thì có cái hai cổng USB. USB này là 5V. Ở trên đây thì nó sẽ có 3 nút bấm. Nút thứ nhất là nút menu. Nút thứ hai là tăng giảm. Nút giảm á, nút cuối cùng là nút giảm, nút trừ á. Thì nó cũng kiêm luôn chức năng đóng ngắt tải khi chúng ta không hẹn giờ nha. Khi chúng ta hẹn giờ thì lúc này sẽ bị vô hiệu quá. Rồi, giờ mình sẽ vô chi tiết về bên trong của nó. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu các thông số trên màn hình chờ của nó. Đây là nó sẽ hiển thị tấm pin với lại mũi tên nhấp nháy, là tức là tấm pin năng lượng mặt trời đang sạc vào pin lưu trữ. Còn khi nó không sạc á, thì nó sẽ không có biểu tượng tấm pin và không có mũi tên luôn. Thứ hai phần này nó sẽ mất tiêu luôn. Đây không vậy, đây là nút công tắc. Chúng ta bắt cái là nó có hiển thị bóng đèn, là tức là nó có ra tải. Tải này có điện. Bấm cái là tải này không có điện. Tạm thời chúng ta mở nha. Tiếp theo 12.7 này là đây là cái số volt mà pin lưu trữ đạt được. 12.7 này là số volt của pin lưu trữ. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào bên trong của điều khiển sạc này xem nó có chức năng gì. Cũng giống như điều khiển sạc, cũng giống như các loại điều khiển sạc khác, thì chúng ta cái menu nè, chúng ta bấm nhiều lần nó sẽ đi vào từng chức năng. Ví dụ chúng ta bấm một lần thì nó sẽ vào chức năng A đi. Bấm 2 lần liên tục thì nó sẽ vào chức năng B. 3 lần liên tục, 4 lần liên tục nó sẽ vào chức năng khác để chúng ta điều chỉnh. Và chúng ta khi đến một cái chức năng nào đó, mình muốn vào chức năng đó để mình chỉnh, thì là mình giữ cái nút này luôn. Khoảng 2 giây thì nó sẽ vào. Rồi, chúng ta sẽ bấm thôi. Đầu tiên, đây là số volt để điều khiển sạc, sạc vào pin lưu trữ. Chúng ta muốn điều chỉnh, chúng ta chạm và giữ. Ngập tức, cái này sẽ nhấp nháy. Chúng ta muốn hiệu điện thế, sạc vào pin của mình thấp thôi để chế bảo của mình. Chúng ta chạm và giữ thì biểu tượng này sẽ nhấp nháy. Chúng ta sẽ bấm tăng giảm. Thông thường 13.6 này là nó mặc định khi chúng ta cài đặt chế độ sạc ấy. Chúng ta cài đặt chế độ sạc B1, B2, B3 thì nó sẽ quyết định cái số volt này. Ví dụ như pin ắc quy thì nó chỉ sạc 12.7, nó siêu 12.7V để sạc vào thôi. Còn pin sắp xuất phát á, hiện tại mình đang cài chế độ 3 cho nên nó là 13.7. Rồi, mình muốn xác nhận thì chạm và giữ. Nhấn và giữ nha. Thì nó sẽ ngưng nhấp nháy thì nó đang lưu lại. Rồi, bấm lần 1, bấm lần 2, nó sẽ vào cái phần hiệu điện thế để kích hoạt lại thảy. Đã vào. Tức là điều khiển sạc này nó có chức năng bảo vệ. Đến một cái số volt nhất định mình cài trước thì nó sẽ ngắt. Khi nào pin lưu trữ chúng ta đạt đến cái số volt
cái server này thì nó sẽ mới kích hoạt lại tải để bảo vệ pin. Vậy thôi, chúng ta muốn bấm, chúng ta muốn điều chỉnh thì bấm tăng giảm thôi. 1, 2, 3, đây là cái server để nó nhắc tải để bảo vệ pin. Khi pin chúng ta đến cái server này thì điều khiển sẽ tự nhắc, nó không cho bao tải nữa, không cho xả nó để bảo vệ pin. Chúng ta muốn vào chỉnh hay vào chạm và giữ tăng giảm thôi. Tiếp theo là hẹn giờ 24 giờ, 24 giờ tức là không có hẹn giờ, lúc nào tải này nó cũng sẽ có điện, và cái nút này là đóng vai trò là công tắc. Chúng ta muốn vào chạm nhắn và giữ. Còn khi chúng ta hẹn giờ, ví dụ như trường hợp đây mình hẹn là 8 giờ đi, 8 giờ, điều khiển sạc này nó sẽ không có, nó sẽ không có một điều chỉnh cái số volt để nó kích hoạt hẹn giờ. Vì vậy đa phần là khi nào tấm pin nó không còn sạc xuống nữa, điều khiển sạc nó không còn nhận nữa, biểu tượng này nó sẽ không còn, thì nó sẽ kích hoạt cái hẹn giờ. Thông thường nó sẽ rơi vào khoảng 6 giờ cho đến 6 giờ 30, thì nó sẽ tính từ lúc pin năng lượng mặt trời không còn sạc xuống nữa thì nó mới bắt đầu tính giờ. Nó tính từ thời điểm đó đến cái số giờ mình hẹn trước, để khi tấm pin năng lượng mặt trời không còn sạc xuống rơi khoảng 6 giờ thì tiếp theo nó sẽ mở tải từ thời điểm đấy. Nó tính tới 8 tiếng tiếp theo là rơi khoảng 2 giờ đêm thì nó sẽ nhắc lại, nó không cho ra tải nữa do chúng ta hẹn giờ. Và khi chúng ta hẹn giờ thì cái chức năng của cái công tắc này thì nó sẽ bị vô hiệu quá. Bây giờ mình bấm như thế nào nó cũng sẽ không có, vì nó đang thực hiện chức năng hẹn giờ. Rồi, xong phần hẹn giờ nhé các bạn. Tiếp theo là chế độ sạc, chúng ta muốn vào cái vào bấm chạm giữ nhấp nháy ngừng. 1, 2, 3, mình đang sạc cho pin sắc phốt pháp, giữ B3. Vậy một lúc thì nó sẽ ra, mình bấm vào lại thôi. Rồi, điều khiển sạc này tới cái phần đấy hết rồi, tới chỉnh chế độ sạc là hết rồi. Nó cũng khá hạn chế, nó không có báo số volt, không báo cường độ dòng điện ra tải, cường độ dòng điện từ tấm pin gì hết. Tuy nhiên nó vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản. Điều khiển sạc này thì xài thì cũng ok. Tuy nhiên thì chúng ta khi muốn sử dụng điều khiển sạc này thì chúng ta phải kiểm tra cái ngõ này, xem ban đêm nó có chạy ngược điện từ pin dự trữ lên tấm pin năng lượng mặt trời hay không. Nếu mà nó có chạy lên thì chúng ta không nên sử dụng. Cái này nó cũng có tỳ lô nữa, điều khiển sạc này thì giờ có nhiều hàng phay lắm, vậy chúng ta phải kiểm tra cẩn thận trước khi sử dụng cái loại này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.